Xin chào các bạn, mình là T-Rex đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món đồ chơi cực kỳ xịn sò và cực kỳ mới tinh của cậu chủ mình. Cùng nhìn nha. Các bạn thấy anh chàng này không? Cực kỳ xịn sò ha, một phiên bản T-Rex bằng vàng của hãng đồ chơi Slay. Phiên bản giới hạn nha các bạn, không có dễ kiếm đâu. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn xem anh này kỹ hơn ha. Đây các bạn ơi, mình đặt anh chàng này kế bên những con khủng long khác cho các bạn dễ nhìn thấy ha. Anh ta to hơn hẳn những con khủng long khác ha, các bạn thấy không? Và điều đặc biệt là anh ta chỉ có một màu thôi, nhìn lấp lánh như là được mạ vàng đúng không các bạn? Bởi vậy đây mới là phiên bản giới hạn của Slay, và hết đợt này ra thì sẽ không tìm thấy những cái mẫu này nữa đâu, nên là họ nói là cho dù có vàng thật cũng không mua được con này nữa các bạn à. Và nhìn xem đẹp không? So với những anh chàng khác, anh này chỉ có duy nhất một màu vàng óng ánh bên này nè. Anh này có màu đỏ, màu xanh đen và màu vàng bên này nữa. Anh này thì cũng màu xanh là chủ yếu, nhưng cũng có màu xám, màu đỏ. Anh chàng này cũng vậy, màu xám và màu đen. Riêng chỉ anh chàng này chỉ có một màu từ đầu đến chân thôi. Và thật ra là một màu mà cho thật là đẹp rất là khó nha các bạn. Bởi vì nhiều màu thì nó dễ làm cho con vật nổi lên, nhưng nếu chỉ có một màu thôi ha, thì đẹp hay không thì dựa vào rất nhiều những cái chi tiết nhỏ nhặt ở trên cơ thể của khủng long nữa đó. Bây giờ mình cùng đi tìm hiểu ha. Đây các bạn ơi, anh chàng này ha. Anh chàng này nếu mà đo kích thước của anh ta thì anh ta dài 31cm nha. Tức là từ lỗ mũi đến cái đuôi của anh ta đó là dài 31cm. Còn nếu tính từ chân đến đỉnh đầu hả, là anh ta 15cm ha. Rất là oai hùng. Còn nếu mà mình cầm anh ta trên tay hả, anh ta cũng không có nặng lắm nha các bạn, khá là nhẹ đó, tầm 300g thôi. Và anh ta có gì đặc biệt nè ta? Mình sẽ cùng theo dõi nha. Một điểm đặc biệt trong những món đồ chơi của Slay là tất cả con khủng long này đều được sơn bằng tay nha các bạn, không phải bằng máy đâu. Bởi vậy nên là từng chi tiết một rất được chăm chút, đúng không nè? Các bạn nhìn kỹ đi, rất là đẹp ha. Đây, đầu tiên là khuôn mặt. Các bạn thấy rõ không? Từng vết lõm, từng những chỗ lồi đều rất là nổi bật và rõ nét ha. Và đây, cái miệng của anh ta có thể mở ra khép vô được. Các bạn nhìn bên trong nè, đó, rất là độc đáo, với cái lưỡi rất là dài ha. Răng của anh ta cũng rất là rõ nét. Tuy nhiên sẽ có nhiều bạn hỏi là tại sao T-Rex mà răng nó không có nhọn tí nào hết? Bởi vì cái này là phiên bản đồ chơi nha các bạn. Để cho các bạn nhỏ từ 3 tuổi trở lên chơi được thì họ phải làm những cái con khủng long này cho răng nó tròn lại, chứ không có nhọn như mô hình thật. Bởi vì nếu mà nó nhọn quá thì sẽ rất nguy hiểm cho những anh bạn nhỏ khi chơi đó các bạn. Bởi vì cái này dù gì cũng là mô hình đồ chơi mà, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem đến cái cổ của anh ta. Các bạn thấy không? Từng cái đường gân trên cổ anh ta được khắc họa rất là đẹp và rất là nổi bật. Mình vô cùng phục những cái người thợ thủ công đã làm ra anh chàng T-Rex này đó các bạn. Trên tay vẫn là cái bàn tay ngắn quen thuộc đúng không nào? Và có mấy ngón tay? 2 ngón trên mỗi bàn tay ha. Một điểm đặc trưng của T-Rex mà không đụng hàng đó các bạn ơi. Còn về cái chân nè, các bạn thấy không? Một cái cặp đùi rất to và ấn tượng, kéo dài xuống dưới là một cái bàn chân với 3 cái ngón rất là dài. 3 cái móng vuốt này có thể
bổ vào kẻ thù và tấn công kẻ thù. Và cả cái chân thì giúp anh ta chạy rất nhanh. Tốc độ trung bình của anh ta là bao nhiêu bạn có nhớ không? 50 cây số một giờ ha. Nhanh hơn cả anh chàng Usain Bolt của loài người nữa đó. Còn cái đuôi nè, cái đuôi này là bằng phân nửa khủng long luôn đó các bạn thấy không? Đây, cái đuôi là chiếm hết phân nửa chiều dài cơ thể của anh ta rồi. Một cái đuôi rất là dài và to, giúp cho anh ta sử dụng nó để đánh đuổi kẻ thù hoặc là để giữ thăng bằng cho anh ta khi mà anh ta rượt đuổi theo con mồi. Dữ dằn chưa? Mình vẫn ấn tượng nhất với cái màu sơn của anh ta nha các bạn. Nhìn như là được mạ vàng rồi đó. Càng nhìn kỹ càng thấy óng ánh, giống như là vàng thật ha các bạn ha. Wow, họ làm sao mà nhìn đẹp quá như vậy luôn đó. Không biết nữa. Và lúc đầu hả, mình nhìn trên hình thì mình thấy anh chàng này không ấn tượng chút nào hết. Nhưng khi mà mình cầm trên tay rồi, mình mới thấy cái sự óng ánh của cái nước sơn này nhìn là mê ly ngay. Và cái này mình mua ở My Kingdom đó các bạn. Hiện giờ thì giá của anh ta là 800 ngàn ha. Và không biết sau này giá có sẽ tăng hay không. Nhưng mà khi gọi là phiên bản giới hạn, tức là mỗi đợt họ chỉ sản xuất một số lượng rất là hạn chế. Nếu mình không mua đợt này thì khi hết đợt này họ sẽ không tiếp tục sản xuất con này nữa. Và như vậy những người muốn sưu tập khi tìm mua con này về sau thì chắc chắn sẽ phải trả giá nhiều hơn để có được anh chàng này. Tức là không phải 800 ngàn nữa mà có khi là 1 triệu, 2 triệu, thậm chí là 8 triệu ha. Nên mình cảm thấy mình rất may mắn khi mà sở hữu được anh chàng này vào lúc này. Wow, thật là sướng quá đi. Rồi, các bạn ơi, mình vừa giới thiệu cho các bạn xong về anh chàng T-Rex mới nhất của cậu chủ mình. Và mình rất vinh hạnh khi được kết nạp anh ta vào đại gia đình T-Rex đồ chơi ở nhà cậu chủ mình đó các bạn. Và khi mình ra ngoài tiệm thì con khủng long này là con cuối cùng. Nên là mình rất là vui sướng khi mà có được anh chàng ta. Các bạn thử ra những tiệm gần nhà xem có tìm được anh chàng này không? Chúc các bạn may mắn nha. Nếu các bạn bỏ lỡ đợt này thì sẽ rất khó để mua lại anh ta đó. Thôi, bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Và mình rất mong rằng các bạn sẽ bấm subscribe để ghé thăm mình thường xuyên mỗi khi mình có video clip mới nha. Bye bye, tạm biệt các bạn.